Dự Thảo và Tuyết Vinh rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Thảo ơi, em vừa biết được một thông tin rất là mới là theo các chuyên gia thì cả trẻ em và người lớn nên bổ sung món cá vào thực đơn của mình mỗi tuần 2 lần. Vì sao lại phải như vậy? Là tại vì trong cá nó có chứa rất là nhiều chất béo có lợi cho cơ thể. Dạ, nhưng mà em nghĩ là việc ăn cá mỗi tuần 2 lần khó thực hiện lắm cô ơi. Tại vì có nhiều người không thích ăn cá, mà đặc biệt là trẻ em đó cô. Điều đó cũng dễ hiểu, là tại vì không giống như là những cái loài động vật khác. Tức là ví dụ như thịt thì nó đâu có xương, còn cá thì khi ăn thì phải mất công nhặt xương ra, mà khi chế biến thì còn phải chú ý là khử mùi tanh nữa. Cho nên là nhiều người ngại chế biến và đặc biệt là trẻ em thì không thích ăn. Nhưng mà em nghĩ nếu mà phải kỳ công nhặt xương như vậy thì mất công quá. Hay là cô Thảo có món nào đơn giản hơn chỉ cho quý vị khán giả với em đi. Tất nhiên là có nhiều. Để mà chế biến món cá thì có rất là nhiều món ngon miệng, nhiều dinh dưỡng nè, dễ hấp thu, mà đặc biệt là không phải mất công nhiều để mà nhặt xương. Và chắc chắn đó sẽ là một món ngon giao mùa phù hợp với tất cả mọi người rồi. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với quý vị khán giả này, với Tuyết Vinh nữa, một món cá chiên giòn rụm mà lại ăn kèm với lại rau mầm. Rau mầm đó chúng ta lại trộn dầu giấm để tạo cho kích thích khẩu vị ngon miệng hơn nữa. Em biết rồi, cô Thảo sẽ thực hiện món cá chiên giòn đúng không cô? Chính xác là món cá mó chiên giòn. Để thực hiện món cá mó chiên giòn thì chúng ta cần chuẩn bị 3 con cá mó có trọng lượng khoảng 400g, 100g rau mầm, tỏi, ớt, gừng và sả băm, 3 củ hành tím cắt lát mỏng, nước cốt me, dầu để trộn rau, các loại gia vị thông thường, giấm gạo Lisa và bột tẩm khô chiên giòn Agiquit. Cô Thảo ơi, trước hết thì cô chỉ cho quý vị khán giả cũng như là Tuyết Vinh cách để chọn được cá mó ngon đi cô. Dễ thôi. Khi mà chúng ta chọn cá mó đó, hoặc là tất cả những cái loại cá khác, thì chúng ta chú ý đầu tiên là thịt phải săn chắc nè. Dạ. Và phần mắt phải trong, và cá có màu đậm một chút xíu thì thịt cá sẽ rất là chắc và ngon. Dạ, em nhớ rồi. Cô sẽ khứa xéo ở trên mình cá như thế này, khứa lại thành hình caro. Mình có cần phải ướp gia vị gì đó một chút không cô? Đúng rồi, sau khi mà khứa cá xong á thì cô sẽ ướp gia vị vào. Cô sẽ ướp gừng băm này vào. Xoa đều cái phần gừng băm này lên trên bình cá. Không biết là cô Thảo còn sơ chế gì thêm nữa không? Cô pha dầu giấm. Trước tiên là cô cho 2 muỗng canh đường. Sau đó cô sẽ dùng 3 muỗng canh giấm gạo Lisa. Tiếp tục là chúng ta sẽ cho 1 muỗng nước đun sôi để nguội vào và 1 muỗng canh dầu để mà trộn rau. Dầu trộn rau á, thì quý vị khán giả có thể là sử dụng dầu hướng dương hoặc là dầu ô liu. Trộn đều lên hết tất cả. Kế đó thì cô sẽ cho khoảng chừng 3 củ hành tím mà chúng ta cắt lát mỏng này cho chung vào. Nhưng mà muốn cho nó ngon hơn một chút xíu nữa thì cô sử dụng thêm một ít tiêu cho vào và muối, rất là ít muối thôi nha. Trộn đều. Em phụ cô phần này được không cô? Cô cảm ơn giúp mình. Dạ. Và sau khi chúng ta đã trộn nước dầu giấm để trộn rau rồi thì bây giờ chúng ta sẽ qua cái công đoạn là chiên cá. Cô đặt một cái chảo lên bếp. Trong lúc mà chờ dầu nóng á, thì chúng ta sẽ qua đến công đoạn là chúng ta tẩm bột vào cá. Đối với 3 con cá có trọng lượng 400g như thế này thì chúng ta sử dụng là một gói bột tẩm khô chiên giòn Agiquit là được. Cô cho một ít bột tẩm khô lên trên dĩa trước nè. Kế đó chúng ta sẽ cho cá vào, tẩm đều cả hai mặt. Quý vị khán giả lưu ý nha, khi chúng ta thực hiện món cá mó chiên giòn thì hãy sử dụng bột tẩm khô chiên giòn Agiquit, bởi vì trong bột tẩm khô đã có đầy đủ gia vị rồi, cho nên chúng ta sẽ giảm bớt được công đoạn ướp cá, làm cho món ăn của chúng ta thơm ngon hơn. Tại vì như Tuyết Vinh nói lúc nãy á, là trong bột tẩm khô chiên giòn Agiquit là đã có gia vị rồi. Dạ. Cho nên khi chúng ta tẩm cá xong thì chúng ta phải để một chút xíu cho cái phần cá này nó thấm gia vị từ trong bột. Cô sẽ thả cá vào và chúng ta chiên nha. À, vậy là tích tắc nữa thôi chúng ta đã có được món ăn ngon rồi. Sau khi mà cô trở cá qua cái mặt còn lại rồi thì là mình lại tiếp tục chiên lửa lớn để cho cá vàng cái mặt còn lại. Trong khi chờ cá thì cô sẽ pha cái nước mắm. Pha cái nước là nước mắm me, gồm có là 2 muỗng canh đường nè. Dạ. Kế đó cô cho vào 2 muỗng canh nước đun sôi để nguội và 2 muỗng canh nước cốt me. Chén này là đủ 2 muỗng canh rồi, cô cho hết vào. Cô sẽ cho một ít bột ngọt Ajinomoto nè. Kế đó là 1 muỗng canh nước mắm vào nữa. Dạ. Rồi cô nhờ Tuyết Vinh khuấy đều lên giúp cho cô nha. Dạ. Rồi bây giờ thì cô vớt cá ra.
Tiếp tục, cô đặt một cái chảo lên bếp. Mình sẽ cho vào một chút xíu dầu. Sau khi dầu đã nóng rồi thì bây giờ cô sẽ cho sả vào trước nè. Đảo đều một chút xíu để cho sả thơm thơm một chút nha. Kế đến cô mới cho phần tỏi này vào. Tiếp tục đảo đều phi cho phần tỏi và phần sả này thật là thơm. Giai đoạn kế cô mới cho hết cái phần nước me. Mình sẽ nấu cho cái phần nước mắm me này sôi đều lên nè. Bây giờ cô để lửa nhỏ lại. Cuối cùng mới cho ớt xay vào. Vậy là xong. Bây giờ cho rau mầm ra dĩa. Sau đó rưới một ít nước trộn dầu giấm này vào. Cuối cùng là cô sẽ xếp một miếng cá lên trên. Và dọn kèm với lại nước mắm me. Cho một miếng ớt lên nữa. Đây. Dạ. Tuyết Vinh nhớ là khi ăn cá thì chấm với một chút với lại nước mắm me. Cá ló được chiên vàng nè, giòn mà không sợ hóc xương, rất là ngon cô ơi. Mà ăn kèm với lại rau mồng trộn dầu giấm, có vị chua ngọt, rất là thích hợp đó cô. Món ngon, giao mùa. Chúc quý vị sẽ thực hiện thành công món ăn này. Và đừng quên chia sẻ cảm xúc với chúng tôi tại hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc gọi điện đến Trung tâm Tư vấn Khách hàng của công ty Ajinomoto Việt Nam, số điện thoại 083 823 7557. Cô Dự Thảo và Tuyết Vinh xin chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.